Chỗ này đấy hẳn đây đấy. Thế cái đường mình đấy là đường nào? Đường này to lắm. Đường này to. Đường này to đi là đường D đấy. Không thích về đường chính đi về đường D vậy. Thế thì quay lại. Không đi cái đường cũ. Ừ. Đi được không hay là nó tịt đi chứ? Được không đi được. Tông to đường. Trên bản đồ có thấy chăng đây là con làng bé
Ở kia. Thôi 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 thôi. Cái này nó to như thế. Xóa thế nào được. Nó cắn nhá. Nhớ chưa các bạn, nhớ chưa. Không được cắn nhá. Không có phải sẵn nhá. Xuống dưới đi, xuống dưới nào. Thank you.